Trước hết cho tôi xin được gửi lời chào và lời hỏi thăm sức khỏe đến với quý bà con cô bác. Đấy, rất mong quý bà con cô bác luôn lúc nào cũng vui, khỏe và nhất là luôn gặp được bình an và hạnh phúc. Thì cái chủ đề của cái tập này thì quý vị cũng thấy ở cái phần tiêu đề và trên cái màn hình nhỏ rồi. Thì cái video này là tôi lấy lại của YouTube. Đấy, nó nói xoay quanh về vấn đề là bình luận làm sao cho tốt này, rồi phần trả lời, rồi cái phần lọc của YouTube, rồi phần kiểm duyệt của YouTube. Nghĩa là nó dạy mình, nó hướng dẫn cho mình để làm một cái YouTube vấn đề mà cái phần bình luận á, mình làm sao để được mọi công việc nó được tốt đẹp và đôi bên lẫn người xem tương tác với nhau để một ngày được video nó được đối tác nó được tốt đẹp hơn. Đấy, phải trả lời, nhất là những comment ấy, trả lời làm sao cho đúng với video. Thì cái này tôi thấy nó rất là hữu ích. Đấy, tôi lấy lại và để tôi làm chậm lại và dùng bằng tiếng Việt, và tôi cũng muốn đọc lại vì nó nhanh lắm quý vị. Đấy, thì tôi edit lại cho nó chậm lại một chút để mình, tôi và mọi người nào mà cần đấy để học hỏi thêm, thì tôi cũng muốn mời quý vị cùng tôi để học hỏi thêm cái chủ đề này nhá. Và bây giờ xin mời quý bà con cô bác cùng tôi theo dõi. Bình luận là một trong những tính năng khiến YouTube trở nên rất đặc biệt. Tại đây, bạn có thể nhận ý kiến phản hồi trực tiếp, trả lời câu hỏi của người xem, xây dựng cộng đồng và khuyến khích mọi người bàn luận về các video của mình. Tất nhiên sẽ có các bình luận tích cực và các bình luận chẳng được như thế. Tin vui là chúng tôi có sẵn nhiều tính năng để giúp bạn làm nổi bật hoặc kiểm duyệt các bình luận. Trong video này, chúng tôi sẽ bàn về hai chủ đề chính. Thứ nhất, những tính năng bạn có thể dùng để khuyến khích người xem thảo luận nhiều hơn theo hướng bạn mong muốn. Thứ hai là những tính năng bạn có thể dùng để xử lý các nội dung gây tổn thương hoặc không phù hợp trong phần bình luận của mình, thúc đẩy các bình luận có chất lượng. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu một số cách để khuyến khích người xem thảo luận nhiều hơn trong phần bình luận như mong muốn của bạn. Biểu tượng trái tim là một cách dễ dàng và đơn giản để bạn kết nối với người xem khi bạn tặng trái tim cho một bình luận để thể hiện sự cảm kích. Người xem sẽ thấy ảnh đại diện của bạn cùng trái tim nhỏ màu đỏ và họ có thể nhận thông báo rằng bạn thích bình luận đó. Đây là một cách nhanh và hiệu quả để gắn kết với người hâm mộ và thể hiện rằng bạn trân trọng ý kiến của họ. Bạn cũng có thể ghim bình luận lên đầu phần bình luận để làm nổi bật bình luận mà bạn muốn người hâm mộ thấy đầu tiên khi xem video. Bạn có thể ghim bình luận của chính mình hoặc của người hâm mộ. Tự ghim bình luận là cách hiệu quả để bạn giải thích rõ nội dung nào đó trong video, đặt một câu hỏi cụ thể cho người xem, quảng cáo một khoảng khắc cụ thể hoặc chi tiết khó tìm, hoặc đơn giản là cảm ơn khán giả đã xem video. Hoặc bạn có thể ghim bình luận của người hâm mộ mà bạn thấy đặc biệt. Có thể họ đã đặt một câu hỏi thú vị mà bạn nghĩ người khác cũng muốn biết, hoặc họ đã nói điều gì đó hài hước hoặc rất tích cực. Dù là bình luận nào thì đây vẫn là tính năng tuyệt vời để tạo không khí cho cộng đồng và giúp cho người xem tiếp tục hào hứng thảo luận. Và dĩ nhiên bạn cũng có thể phản hồi các bình luận. Có vẻ không có gì mới, nhưng việc thể hiện thái độ tích cực trong các bình luận là cách tuyệt vời để bạn tạo không khí thân mật. Việc tham gia cuộc trò chuyện giúp người xem biết bạn quan tâm đến họ và muốn biết họ nghĩ gì. Điều này khiến họ cảm thấy được yêu quý và khuyến khích người khác để lại bình luận tích cực. Tất nhiên, không phải người xem nào cũng thích mọi video của bạn. Do vậy, hãy xem xét trả lời các bình luận, thể hiện ý kiến góp ý mang tính xây dựng. Dù góp ý không phải lúc nào cũng dễ chịu, nhưng bạn nên thể hiện rằng bạn lắng nghe ý kiến phản hồi của họ. Giờ đây,
Chúng tôi đã có bộ lọc bình luận trong YouTube Studio. Đây là công cụ giúp bạn sắp xếp thời gian ưu tiên để quản lý bình luận. Các bộ lọc cho phép bạn tìm các bình luận có câu hỏi hoặc tìm kiếm những từ khóa cụ thể. Bạn có thể biết thể lọc theo trạng thái người đăng ký, trạng thái hội viên của kênh, theo số người đăng ký của người bình luận và thậm chí là trạng thái phản hồi của bạn. Để chỉ xem những bình luận bạn đã hoặc chưa phản hồi. Chúng tôi mong các công cụ này có ích với những người sáng tạo có lượng khán giả lớn và cần học nhiều bình luận. Quan trọng nhất, bạn nên đặt sức khỏe tinh thần của mình làm ưu tiên hàng đầu. Khi xem xét nên phản hồi bình luận nào mà bạn có nên phản hồi thường xuyên không? Bây giờ, hãy nói về cách xử lý các bình luận gây tổn thương hoặc không phù hợp. Đến giờ, hẳn bạn đã hiểu rằng không phải bình luận nào cũng có chất lượng tốt. Nhờ kết hợp con người với công nghệ mà chúng tôi đã xóa được hàng trăm triệu bình luận vi phạm nguyên tắc cộng đồng của YouTube. Ưu tiên của YouTube là đảm bảo rằng bình luận mang đến trải nghiệm an toàn cho tất cả người dùng, bao gồm cả việc bảo vệ người sáng tạo khỏi bình luận có hại. Chúng tôi hiểu tính quan trọng của việc định hình nội dung trò chuyện với cộng đồng cũng như bảo vệ sức khỏe của riêng bạn. Do vậy, chúng tôi đã thiết kế ra các công cụ để hỗ trợ bạn. Nếu có người viết nội dung không phù hợp trong phần bình luận thì bạn có thể xóa bình luận và toàn bộ phản hồi của bình luận đó. Để làm việc này, bạn có thể truy cập vào thác bình luận trong YouTube Studio rồi nhấp vào biểu tượng 3 dấu chấm, sau đó chọn xóa. Bạn cũng có thể làm việc này từ trang xem của video trên máy tính hoặc thiết bị di động. Ẩn người dùng khỏi kênh của bạn. Hành động này khiến một người dùng cụ thể không thể bình luận trên mọi video của bạn. Người dùng bị chặn sẽ không nhận được thông báo khi bạn chặn họ. Những người này vẫn có thể bình luận trên các video và kênh của bạn. Nhưng các bình luận đó sẽ bị ẩn khỏi chế độ xem công khai. Bạn có thể chặn một người dùng bằng cách chọn menu 3 chấm ở một bình luận của họ. Hoặc trong YouTube Studio trong phần cài đặt cộng đồng. Gắn cờ cho một bình luận để báo cáo lên YouTube. Gắn cờ cho bình luận giúp YouTube bảo vệ mọi người trong cộng đồng khỏi kẻ xấu nếu vi phạm nguyên tắc cộng đồng của YouTube. Thì bình luận sẽ bị xóa. Giờ thì bạn đã biết những hành động có thể làm để xử lý từng bình luận. Sau đây là một số hành động ở cấp độ kênh mà bạn có thể làm. Đặt tùy chọn mặc định cho video tải lên. Từ phần cài đặt YouTube, hãy chuyển đến phần cài đặt cộng đồng rồi chuyển đến mục mặc định. Tại đây bạn có thể chọn cho phép tất cả bình luận. Giữ lại để xem xét những bình luận nghĩ là không thích hợp. Giữ lại tất cả các bình luận để xem xét hoặc tắt bình luận. Nếu bạn chọn giữ lại bình luận thì bình luận đó sẽ không hiển thị công khai cho đến khi bạn xem xét xong. Các tùy chọn cài đặt tại đây sẽ áp dụng cho bình luận trên mọi video mới của bạn. Lưu ý rằng bạn có thể chọn các tùy chọn cài đặt mặc định này cho từng video trong thác nâng cao. Nếu muốn cập nhật các tùy chọn cài đặt cho video cũ, bạn có thể cập nhật hàng loạt bằng cách chuyển đến thác video trong YouTube Studio. Chọn các video mong muốn. Sau đó nhấp vào mục chỉnh sửa rồi chọn bình luận. Giữ lại để xem xét những bình luận nghĩ là không thích hợp. Một số người sáng tạo chia sẻ rằng họ không hề xem xét các bình luận trên thác giữ để xem xét để hạn chế đọc phải những bình luận có khả năng gây tổn thương. Việc để lại bình luận trên thác này không có tác động đến khả năng đề xuất kênh. Do vậy, hãy nhớ tập trung vào chất lượng thay vì số lượng khi xem xét và xử lý các bình luận. Tạo danh sách từ bị chặn. Đôi khi, người dùng có thể sử dụng các từ hoặc cụm từ
mà bạn không muốn xuất hiện trên cân của mình, trong phần cài đặt cân, hãy truy cập vào mục cộng đồng. Tại đây bạn sẽ thấy mục từ bị chặn. Trong phần này, bạn có thể thêm từ hoặc cụm từ mà bạn không muốn xuất hiện trong phần bình luận của mình. Khi có người bình luận bằng các từ bị chặn này, bình luận đó sẽ không xuất hiện công khai mà sẽ bị giữ lại để bạn xem xét. Thêm người kiểm duyệt bình luận, bạn có thể thêm các thành viên đáng tin cậy trong cộng đồng làm người kiểm duyệt bình luận cho mình. Họ sẽ gắn cờ các bình luận để bạn xem xét có xóa hay không. Các bình luận được kiểm duyệt sẽ bị xóa khỏi phần bình luận công khai. Bạn có thể tìm thấy các bình luận này trong hàng đợi, giữ để xem xét. Và được đánh dấu là người kiểm duyệt gắn cờ cho đến khi bạn duyệt hoặc xóa chúng đi. Bạn có thể thêm người kiểm duyệt trong phần cài đặt cân ở mục cộng đồng. Hoặc trong thác bình luận trong YouTube Studio. Hãy nhớ, nếu liên tục nhận các bình luận khiến bạn cảm thấy bị choáng ngợp và các công cụ này không có ích với bạn, thì bạn có thể chọn giữ lại tất cả các bình luận để xem xét hoặc tắt hoàn toàn tính năng bình luận bằng cách chọn các cài đặt này trong phần tùy chọn mặc định trên thác cộng đồng. Lưu ý rằng hành động này sẽ chỉ tác động đến các video mới đăng. Sau khi bạn bật tùy chọn cài đặt này, nếu muốn áp dụng tùy chọn cài đặt này cho tất cả video cũ thì bạn có thể thực hiện hàng loạt bằng cách chuyển đến thác video trong YouTube Studio, chọn các video bạn muốn áp dụng, nhấp vào mục chỉnh sửa rồi chọn bình luận. Hy vọng các tính năng này có thể giúp bạn kiểm duyệt và tương tác với cộng đồng của mình trên YouTube. Nếu bạn có ý tưởng để cải thiện các công cụ này cho người sáng tạo, hãy đề xuất trong phần bình luận bên dưới. Hãy đăng ký để biết thêm mẹo và thủ thuật dành cho người sáng tạo mỗi tuần nhé. Cảm ơn bạn đã xem.